Xin chào tất cả các bạn đến với hội sự phần mềm 4CHAUI. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thiết kế một chiếc tai nghe trên phần mềm Nấy 9.0. Đầu tiên ta sẽ tạo một socket như sau. Chọn kích thước như sau. Có chiều cao là 58. Đây sẽ là 4. 3. Ta sẽ chọn là 30. Đây sẽ là 38. Hai điểm này ta chung nhau. Tiếp theo ta vẽ một cung tròn. Phi của cái này là 41. Sẽ chung đúng điểm. Chọn Rivon này. Chọn của Vector. Tôi sẽ tạo một socket như sau. Vẽ một cung tròn. Đây chọn Gaussian. Bán kính của này là 247. Chiều này là 145. Đây là 54. Chiều cao ở đây là 27. Tiếp theo, ta sẽ tạo một mặt phẳng. Chọn là Infiller. Khoảng cách là 25. Ta đổi chiều. Vẽ một sketch như sau. Kích thước chiều cao đây là 120. Ta sẽ tạo một mặt phẳng như sau. HNG. Ta chọn vào đường. Góc của đây là bằng 4 độ. Tôi sẽ tạo socket trên mặt vừa
tạo ra. Vẽ một cung tròn. Nhấn Tab để chọn 180 độ. Bán kính của cái này là bằng 251. Chiều cao. Yên tâm. Là 164. Khoảng cách này là 185. Ta thể ẩn cái đường ở giữa đi. Chọn Mirror Future. Tiếp theo chọn lệnh Tool. Bán kính ở đây là bằng 15. Tương tự. Tiếp theo ta sẽ tạo một mặt phẳng như sau. Sau hiển thị số cách. Tạo mặt phẳng, chọn on cover. Khoảng cách ở đây là bằng 35. Chọn ít chút này, chọn mặt, tạo sơ cách như sau. Chọn lần. Có đây bằng 55. Chọn chiều ngược lại. Phía trên này là trừ 25. Drag chọn From Start Limit. Góc này là 4. Tiếp theo là anti cộng khối. Căn trôn với kép để ta ẩn cơ mặt và sơ kích. Tiếp theo là ít chút. Ta sẽ tạo socket như sau. Chọn khoảng cách này. Đây sẽ bằng 15. Cách này sẽ là bằng 27,5. Chọn Mirror Cover.
đường tâm. Phoenix chọn sắc bét đổi chiều body sâu, đây là ba. Tiếp theo là chọn ít chút, sẽ tạo sơ kết như sau. Sẽ cắt bỏ phần này đi. Body đổi chiều, ta sẽ bo góc cho những cái đối tượng này. Đây ta cho là bằng 5. Phần này ta sẽ chỉnh sửa cho cao lên một chút. Chọn vào Edit Sketch. Khoảng cách đây cho bằng 60. Finish. Cho bán kính ở đây bằng 5. Ở đây bằng 3. Nếu bị mất hình là chọn fit. Sẽ bo nốt góc dưới bán kính ở đây cho bằng 2. Bên này tương tự. Okay. Tiếp theo ta sẽ tạo một mặt phẳng như sau. Khoảng cách ở đây bằng 185. Tạo socket trên mặt phẳng vừa tạo ra. Sẽ tạo một socket như sau. Khoảng cách ở đây bằng 19. Đây cũng bằng 19. Một chín lăm. Bo đây cho nó bằng 10. Fillet. Tiếp theo sẽ tạo một vòng tròn như sau. Bán kính ở đây bằng 65. Bỏ phần này đi. Fillet đây là 7.
Vết câu này bằng 5. Cho khoảng cách này dài một chút. Bên này tương tự. Ta sẽ tạo thêm một socket như sau. Cái khung tròn để 3 điểm. Bán kính của khung tròn đầu tiên sẽ là bằng 60. Cung tròn thứ hai bằng 255. Sẽ tạo các khoảng cách như sau. Cách này là bằng 75. Đây là bằng 96. Cái này bằng 177. Chọn ít chút. Ngăn Symmetric Pellet ra hai phía. Tiếp theo, chọn Project Cover. Vector, chọn hướng vector. Tôi sẽ ẩn những đối tượng này đi. Chọn tool. Bản kính ở đây là bằng 6. Chọn Modify. Nhớ chọn Movie and Shape. Cho chiều cao lên là 5. Mặt này cũng cho cao lên là 5. Bo các cạnh. Bán kính ở đây bằng 7. Bán kính ở đây là 2. Tiếp theo chọn ít chút. Chọn mặt.
vẽ một đường tròn có đường kính bằng 4. Chọn Pattern Cover. Liner. Chọn là Single Cover. Hướng. Chọn đây là 4, khoảng cách là 10. Theo hướng thứ hai. Ngược lại so với hướng thứ nhất. Tiếp theo chọn Pattern Cover. Đây ta chọn Q Color. Ta chọn lại. Góc đấy là 360 nhân ra 12. Chọn Finish. Suspend. Đổi chiều. Chiều sâu vào đây là 5. Ở này cô rồi anh. Tạo mặt. Khoảng cách đây là 185. Tiếp theo là chọn lệnh Mirror Geometry. Chọn mặt đối xứng. Theo ta sẽ tạo một sketch như sau. Chọn mặt. Vẽ một đường tròn. Khoảng cách ở đây là 27. Phi của đường tròn đây sẽ bằng 30. Chọn Revolve Vector. Điểm. Chọn Anti. Tiếp theo tôi sẽ tạo một socket vẫn trên mặt này.
chọn khoảng cách như sau. Khoảng cách này là 33. Tiếp tục tới tạo một mặt phẳng với khoảng cách là 70, chọn chiều ngược lại. Tôi sẽ tạo socket trên mặt phẳng về tỏ ra. Vẽ một cung tròn với 3 điểm. Khoảng cách đến tâm cung tròn là 70. Khoảng cách này là 4. Năm lăm, khoảng cách này là 165. Chọn cover, bearing cover. Tôi sẽ tạo tiếp socket. Chọn project cover. Cách nữa là bằng 20. Cách nữa là 3. 19. Khoảng cách đây là 40. Tiếp tục ta sẽ vẽ cung tròn với 3 điểm. Bán kính cái này là 22. Khoảng cách này là 5.
chọn ít chút. Chiều dài đây sẽ là bằng 12. Tiếp theo chọn Modify. Khoảng cách này là 10. Tool. Anti. Bán kính ở đây bằng 9. Bán kính ở đây bằng 5. Tiếp theo ta sẽ vẽ một sketch như sau. Đường kính như chọn ở đây chọn bằng 7. Ít chút. Chiều sâu đây chọn là 158. Sắc bên. Body.